Bayern tự tin chốt giá Harry Kane dưới 90 triệu bảng. Bayern ngày càng tiến gần hơn đến việc chiêu mộ thành công Harry Kane. Hùm xám xứ Bavaria tự tin chốt giá thủ quân đội tuyển Anh ở mức dưới 90 triệu bảng trong buổi đàm phán với Tottenham. Theo báo chí Đức và Anh, đương kim vô địch Bundesliga rất tự tin trong buổi đàm phán sẽ diễn ra chiều nay ngày 31 tháng 7 để chốt giá can thấp hơn mức giá 90 triệu bảng Tottenham đưa ra khi bán tiền đạo đội trưởng của mình. Năm nay 30 tuổi, Can đang bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng với Spurs và quyết tâm chia tay đội bóng thành London để tìm kiếm danh hiệu tập thể đầu tiên trong sự nghiệp. Theo những diễn biến mới nhất, Can rất háo hức chuyển sang khoác áo Bayern trong hè này sau khi đội bóng Đức đã đưa ra hai lời đề nghị nhưng đều bị gà chống từ chối. Bởi Tottenham muốn thu về tối thiểu 90 triệu bảng cho năm cuối cùng trong hợp đồng của Can. Được biết, đại diện của Bayern sẽ có mặt tại London chiều nay để đàm phán lần cuối thương vụ này. Daily Mail tiết lộ đại diện của đương kim vô địch Bundesliga sẽ đưa ra mức giá 75 triệu bảng dành cho Can và trực tiếp đàm phán với chủ tịch Daniel Levy của Spurs. Đây là một mức giá mà theo phía Bayern phù hợp và công bằng hơn với một cầu thủ đã bước sang tuổi 30 và chỉ còn một năm hợp đồng. Nếu hoàn thành giấc mơ sang Bayern, Can sẽ trở thành học trò của Thomas Tuchel, người được anh đánh giá rất cao. Trong khi nhà cầm quân người Đức cũng đã dọn sẵn chỗ để đón tiền đạo người Anh. Mới đây, Thư Sen đã loại thẳng tay Sadio Man ra khỏi kế hoạch mùa giải mới của Bayern, đồng thời luôn nhấn mạnh rằng bản thân luôn là fan ruột của Can. Thậm chí, nếu Levi chưa hài lòng với mức giá nói trên, Bayern có thể tính đến chuyện các thêm cầu thủ trẻ mà thi theo để đưa Can về sân Allianz Arena ngay trong hè này bằng mọi giá. Về phần mình, Tottenham vốn đã có một người thay thế Can, đó là Richarlison, tiền đạo người Brazil được mua về từ mùa hè năm ngoái với giá 60 triệu bảng. Tuy vậy, trong khi cựu tiền đạo Richard Leeson chỉ ghi được một bàn tại Premier League 2022-2023, thì can đã vào lưới đối phương tới 30 lần. Đây chính là một trong những lý do mà Tottenham cố giữ chân can ở lại.